Hội nhập giáo dục là một xu hướng tất yếu, tuy nhiên thì hiện nay chúng ta chủ yếu mới tập trung ở bậc đại học. Trong khi đó, nền tảng giáo dục, phương pháp tư duy sáng tạo của học sinh lại hình thành ngay từ bậc học mầm non. Chính vì vậy, để hội nhập giáo dục với khu vực và quốc tế một cách triệt để, nhanh chóng và hiệu quả, thì cần hội nhập cả hệ thống mà bắt đầu từ các lớp mầm non. 200.000 lao động bậc đại học đang thất nghiệp hoặc làm việc không đúng ngành nghề. Chúng ta chưa xuất khẩu được nhiều lao động bậc đại học bởi chất lượng đào tạo không theo kịp thế giới, đặc biệt là các kỹ năng về ngoại ngữ và tác phong làm việc. Việt Nam đang có rất nhiều các chuyên gia của nước ngoài sang làm việc với chúng ta. Như vậy có thể thấy rằng là cái khả năng hội nhập, khả năng thích ứng của nguồn nhân lực Việt Nam so với trường quốc tế là chưa cao. Điều đấy nó bắt nguồn từ nhiều yếu tố, ví dụ như là trong vấn đề giáo dục, chẳng hạn như là ngôn ngữ này, thói quen này, văn hóa này, tập quán này, rất là nhiều thứ khác khiến cho chúng ta bị gò bó cái cơ hội phát triển của chính mình. Mô hình giáo dục khép kín từ hệ thống mầm non tới tiến sĩ được xem là giải pháp khắc phục tình trạng trên. Nguyễn Hoàng là tập đoàn đầu tiên và duy nhất hiện nay đã mạnh dạn đầu tư hệ thống này. Hiện hệ thống giáo dục của Nguyễn Hoàng có hơn 30 cơ sở tại 12 tỉnh thành phố, từ mầm non quốc tế đến các trường song ngữ quốc tế và quốc tế hoàn toàn bao gồm iSchool, UKA, SNA và hệ thống đại học và viện hợp tác quốc tế và du học iStudent. Hệ thống giáo dục này có kết nối mạnh mẽ với các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước và cam kết tới 100% cơ hội sinh viên ra trường có việc làm. Cái lợi ích của một cái hệ thống giáo dục khép kín từ bậc mầm non cho đến bậc tiến sĩ thì có 3 cái lợi ích. Thứ nhất, đó là giúp hệ thống có điều kiện để đào tạo một con người theo cái triết lý giáo dục nhân bản của tập đoàn. Cái lợi ích thứ hai, đó là giúp người học có nhiều cơ hội lựa chọn và dịch chuyển giữa các phân khúc khác nhau trong cùng một hệ thống giáo dục. Cái lợi ích thứ ba, tạo được cái niềm tin cho doanh nghiệp có đủ cơ sở để tin tưởng vào một thế hệ nhân lực có đầy đủ phẩm chất, đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Hội nhập giáo dục với quốc tế từ bậc mầm non tới đại học làm hướng đi thực tế và hiệu quả. Nhưng để thống nhất được phương pháp, giáo trình và thậm chí cả cơ sở vật chất tương ứng với hội nhập thì tại Việt Nam chưa có nhiều. Trong cái việc hội nhập này thì một yếu tố rất quan trọng nữa là đầu tư tài chính cho hệ thống giáo dục đại học. Thì cái việc như chúng ta đã biết rồi thì cái đầu tư nếu bây giờ chúng ta dựa vào sự bao cấp, dựa vào cái nguồn tiền của ngân sách thì chắc chắn là sẽ rất khó để mà trong một thời gian ngắn có thể có sửa nhập. Dự kiến tới năm 2020 có tới 224 trường đại học với khoảng 365.000 sinh viên. Nhưng hội nhập giáo dục qua nhiều năm cho thấy không thể trông chờ hoàn toàn từ bậc đại học.